Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo giới thiệu ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trên địa bàn tỉnh Long An. Hội thảo nghe các chuyên gia đầu ngành khoa học trình bày ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trong các lĩnh vực đời sống như nông nghiệp, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám, lĩnh vực chuyển đổi số, quản lý đô thị, xây dựng thành phố thông minh và giải pháp đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua hội thảo giúp các cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh nắm bắt đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ, chú trọng vào việc nghiên cứu, công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Long An trong thời gian tới.